3 nhan sắc tuổi 20 gây bão màn ảnh hoa ngữ. Trương Tuyết Nghênh. Trương Tuyết Nghênh đến với phim ảnh khá tình cờ. Năm lên 6 tuổi, cô bé cùng với một người chị là diễn viên tới phim Trường Chơi. Vẻ hoạt bát dễ thương của Tuyết Nghênh lọt vào mắt xanh của đoàn làm phim Vĩnh Lạc Anh Hùng Nữ Nhi. Nhờ đó, cô được chọn thể hiện một vai diễn nhỏ, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Sau những vai diễn nhỏ, Trương Tuyết Nghênh dần được khán giả nhớ mặt biết tên sau khi tham gia các bộ phim đình đám của biên kịch vàng Vu Chính như Michael Giang Hồ vai Thẩm Tư Như hồi nhỏ, Mỹ Nhân Tâm Kế vai Quán Đào Công Chúa hồi nhỏ, Mỹ Nhân Vô Lệ vai Đồng Ngọc Phi và Thần Điêu Đại Hiệp vai Quách Tương. Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp, Trương Tuyết Nghênh còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất khi giành giải thưởng đặc biệt tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 64. Ngôi sao Thần Điêu Đại Hiệp còn thi đỗ thủ khoa Học viện Hí kịch Trung ương năm 2016 với số điểm là 115,2. Trong kỳ thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Trương Tuyết Nghênh đạt 415 điểm, cao hơn điểm đầu vào 69 điểm. Ở tuổi 20, Trương Tuyết Nghênh vươn lên hàng nữ chính với những bộ phim như Tên của em, Họ của anh và Thời thanh xuân đẹp nhất. Cô cũng trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều tạp chí lớn và nhận được một số hợp đồng quảng cáo đắt giá. Tư Kiều. Tư Kiều theo học diễn xuất bài bản từ khi còn thơ bé. Cô còn có cơ hội rèn luyện diễn xuất khi tham gia các vở kịch của đoàn nghệ thuật Thất Sắc Hoa. Với kinh nghiệm tích lũy được từ học ở trường và đóng kịch, Tư Kiều đã đánh bại hàng vạn đối thủ để giành được vai diễn cậu bé Chu Tiểu Địch trong bộ phim điện ảnh Siêu Khuyển Thần Thông của Châu Tinh Trì. Nhờ Siêu Khuyển Thần Thông, Tư Kiều trở thành ngôi sao nhí đắt giá trên màn ảnh hoa ngữ. Cô liên tiếp được chọn tham gia nhiều dự án lớn và hợp tác cùng nhiều tên tuổi hàng đầu trong làng giải trí hoa ngữ như Lưu Đức Hoa, Phạm Băng Băng, Triệu Vi, Trần Khôn, Từ Hy Viên. Bước sang tuổi 20, Tư Kiều lột xác thành thiếu nữ vạn người mê. Cô được nhiều đạo diễn nhắm tới cho vai nữ chính trong những dự án phim học đường. Ngôi sao Siêu Khuyển Thần Thông sắp tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ với dự án truyền hình Tuổi 17 Biết Đau. Quan Hiểu Đồng. Sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, Quan Hiểu Đồng đóng phim khi mới 4 tuổi. Với vai diễn Khuynh Thành trong bộ phim điện ảnh Vô Cực của đạo diễn danh tiếng Trần Khải Can năm 2005, cô bé trở thành diễn viên nhí được triệu khán giả yêu mến. Càng nổi tiếng, Quan Hiểu Đồng càng nỗ lực để không phụ sự yêu mến của khán giả. Cô bé cho thấy diễn xuất ngày càng lên tay với vai diễn trong các tác phẩm như Tái Sinh Duyên, Công Chúa Đại Lý, Người Đàn Ông Tốt. Năm 2016, Quan Hiểu Đồng giành vị trí thủ khoa trong cuộc thi năng khiếu đầu vào của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô cũng là nữ diễn viên trẻ nhất trong danh sách tân tứ tiểu hoa đán của màn ảnh hoa ngữ. Ba người còn lại là Dương Tử, Trịnh Sảng và Châu Đông Vũ. Hai năm trở lại đây, Quan Hiểu Đồng được nhận vai chính trong nhiều dự án lớn. Kiều nữ 9X hứa hẹn sẽ tỏa sáng hơn khi ba bộ tác phẩm Thiên Vinh Kiếm Hán Chi Vân, Cực Quang Chi Luyến và Phượng Tù Hoàng ra mắt trong năm nay. We'll be right back.